Thưa gia đình, thưa tất cả bạn hữu ở nơi đây, bình thường á thì anh Cao là người ít nói. Khi đi đâu đó mà cần nói thì anh Cao hay để cho chú Yến nói. Nhưng mà thực sự quý vị biết là ngày hôm qua chú Yến cũng muốn biết để mình nói cái gì đây, mà quý vị ơi, không có biết được, không có biết được chữ nào hết, không biết nói như thế nào thì thôi. Hôm nay chú Lý nghĩ tới đâu chú Lý nói tới đó. Trước hết là chú Lý cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn các anh chị em, các cô chú. Chú Lý biết là 10 năm qua đó, chú Lý quen với anh Cao Trầm, chung sống với anh Cao Trầm, thì rất là nhiều người để tâm đến. Nhưng mà 4 năm vừa rồi đó, thì chú Lý biết là rất nhiều người càng để tâm đến nhiều hơn khi biết là anh Cao mình. Và theo dõi cái cuộc sống của anh Cao từng ngày, từng giờ, từng phút. Thật sự mà nói đó quý vị, anh Cao Trầm và chú Lý đó đến với nhau có nhiều thăng trầm lắm, không có may mắn như những vợ chồng khác đâu. Tại vì cái ngày mà chú Lý bắt đầu gắn bó với anh Cao Trầm là anh đã đuôi hai con mắt rồi, và hai cái lá thận của anh nó cũng hư luôn. Quý vị biết đó là anh Cao Trầm là một người rất là nổi tiếng trước đó. Anh quen biết rất là nhiều người. Nhưng mà không biết vì sao cái ngày mà anh, một buổi sáng anh thức dậy mà anh thấy hai con mắt anh không thấy đường được nữa, thì anh cầm cái phone của anh lần mò số phone, bấm theo cái kiểu thói quen, cái tay của mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì anh nói là lúc đó anh không có nhìn được cái phone nữa, mà anh bấm thì trong tất cả số phone của những người quen thì trong đầu anh lại nhớ tới cái số phone của Châu Lý. Châu Lý nhớ hoài cái hôm đó là sáng Christmas, đúng ngày Christmas của năm 2014. Và khi anh gọi Châu Lý đó, anh nói là Châu Lý ơi, sáng nay tự nhiên tỉnh dậy anh không thấy được đường nữa. Thì Lý mới hỏi anh là sao vậy? Anh không thấy được, anh thấy màu đen hay gì? Thì anh nói không, anh thấy được những cái sọc đỏ giống như là nước mưa đó, nhưng mà tại sao nó không có là màu trắng, nó không phải là màu clear, mà nó toàn là màu đỏ. Thì cho Lý hiểu được rằng là cái bệnh tiểu đường nó đã làm hư hai con mắt anh rồi. Nhưng mà khi đó cho Lý bảo để em đưa anh đến emergency, đi đến bệnh viện liền, tại vì cái này anh không có để đâu được. Thì thưa quý vị, anh nhất định không chịu đi. Lý hỏi tại sao thì anh nói là chiều hôm nay anh có một cái show, anh đã hứa rồi, nếu mà bây giờ đó anh bỏ show thì cái đó anh thích hứa với người ta. Thì Lý mới nói là mình có thể, anh tìm được một anh bạn nào đó, nhạc sĩ nào để mà giúp anh được không. Thì anh bảo là giờ này là lễ thì chắc chắn ai cũng có show, mình gọi bây giờ là không có được chuẩn bị, với lại bao nhiêu bài nhạc của anh chuẩn bị cho những người ca sĩ trong cái show đó là anh đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mà mình đặt một người mới vô thì có mình làm cho người ta rất là khó. Thành ra anh quyết định là anh phải đánh được cái show đó. Dù quý vị ơi, mắt anh mù, thì cái ngày hôm đó chú ý đưa anh đến thì cái show đó họ làm trong một cái hall rất là đẹp ở trên khu Evergreen đó. Ở trong cái khu mà có court, chú Lý nhớ là trước đó nó có hai cái cột to lắm quý vị, mà anh nhất định anh nói là anh thấy đường. Thì chú Lý thấy ảnh vừa đi xuống mà cái cột đó ngay trước mắt, mà ảnh đâm sầm vào cái cột to lắm quý vị, mà đâm sầm vào, mà Lý chạy theo, Lý đỡ ảnh không kịp. Thì lúc đó Lý biết là
mắt ảnh đã mù mù hẳn rồi quý vị, cái cột to quá mà không thấy. Thì thưa quý vị, cuộc đời của Châu Lý bắt đầu gắn bó với anh từ ngày đó đó. Thực sự là ngay cái đêm đó, sau khi anh chơi show xong thì Lý chạy đến Lý đón ảnh và Lý đưa thằng ảnh đến bệnh viện. Khi mà đưa đến bệnh viện thì Lý nói với cái người front desk đó, là my friend have a diabetes and suddenly he lost vision. Thì khi mà cái người front desk người ta nghe như vậy thì quý vị, họ không có chần chờ gì hết đó. 5 phút thôi, chú Lý còn nhớ lúc đó 4 cô y tá, 1 bác sĩ ra đón ảnh vô hẳn bên trong, mà thực sự lúc đó ngoài phòng đợi là rất là nhiều bệnh nhân khác. Thì cái ngày đó đó, chú Lý không biết làm sao, tại vì rất là bối rối. Thì chú Lý nhớ là lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi đêm rồi. Thì khi mà đưa vào phòng ER đó, thì bác sĩ lấy máu đo liền, và sau đó chỉ chừng 10-15 phút là có kết quả. Thì hỡi ôi, huyết áp của ảnh là 320, chú Lý nhớ hoài cái con số đó. Và cái đường của ảnh là 208, thưa quý vị. Bác sĩ có nói với chú Lý và nói với ảnh luôn, nói là you're so lucky, là tại vì nếu mà chú Lý chỉ cần trễ 5 phút thôi là ảnh đã bị stroke và có thể ảnh sẽ chết luôn, không có cứu kịp. Thì thưa quý vị, cũng là cái ngày hôm đó, Châu Lý gọi cho các em nhà lá, là tại vì Châu Lý với các em đây đã sinh hoạt trong nhà thờ Ca Viên với nhau rất là lâu. Thì Châu Lý gọi ngay cho các em, bảo tụi em ơi, anh Cao, chị phải đưa anh Cao vô ER mà bây giờ chị không có kịp mang bất cứ một cái gì đến. Thì Thanh Tịnh mang vô cho anh Cao, nào là đưa vớ cái quần, cái áo, tại vì anh Cao còn đang mặc cái bộ suit đó, thì nó muốn thay. Rồi Uy Nghĩa thì đi mua cà phê, tại vì lúc đó Lý rất là mệt. Thì đó cũng là cái ngày mà các em nhà lá gắn bó với anh Cao. Các em đến với anh Cao từ cái lúc anh Cao không phải là khỏe mạnh, mà lúc anh Cao đau bệnh như vậy. Sau đó thì anh Cao ở trong nhà thương hơn một tuần lễ. Thì bác sĩ cho biết là cái thận của anh Cao á, là lúc đó là yếu lắm. Nhưng mà các bác sĩ cố gắng dùng mọi cách để mà làm sao cho cái thận ảnh nó uống khoảng 20% để Châu Lý kịp đưa ảnh về để mà gặp bác sĩ. Tại vì quý vị biết đó, đâu phải là mình muốn làm dialysis liền là được đâu. Nó phải là qua một cái quá trình, mình phải surgery, đặt cái ống để mà lọc thận ở trong cái người của ảnh. Thành ra nó take time lắm quý vị. Mà lúc đó bác sĩ nói là hai con mắt của ảnh là phải cần cứu trước. Thì thưa quý vị, khi mà Châu Lý đón anh về, là hôm đó là đúng cái ngày New Year Eve. Cũng cái ngày New Year Eve đó là anh Cao lại có show ngay Dynasty. Anh Cao nhất định, anh Cao không có chịu bỏ, là tại vì anh Cao nói là một tuần thôi làm sao mà kịp để mà cho cái người nhạc sĩ khác tập dượt với các ca sĩ đó. Mà lúc đó là mắt của anh Cao yếu lắm. Thành ra nếu mà một trong quý vị có nhìn những cái hình đó, tại sao có những lúc mà anh Cao đứng ở trên cái đàn mà Châu Lý phải đứng kế bên, là tại vì cái đêm hôm đó Châu Lý phải đọc cái key của những bản nhạc của ca sĩ. Anh Cao tuy mắt mù nhưng mà cái tay anh, của đôi bàn tay anh khi đặt lên cái keyboard đó, anh vẫn đàn được. Chỉ có điều là anh không có đọc được cái list nhạc là ca sĩ hát đến bài gì, key như thế nào. Thành ra Châu Lý làm đôi mắt cho anh ngay từ lúc đó. Sau đó thì Châu Lý đưa anh về, thì thời gian đó anh Cao đang sống một mình. Quý vị biết là lúc đó thì Châu Lý đang sống với hai đứa con rất là bé, Justin and Austin. Gia đình của Châu Lý là từ xưa đến giờ cũng là một gia đình rất là nho giáo. Tuy rằng là Châu Lý không có còn là single mom đó, tức là mình vẫn được tự do, nhưng mà khi đón ảnh về đó thì thấy ảnh ở một mình thì Châu Lý lại thấy thương quá, là tại vì mồ. Có những lúc Châu Lý từng chạy đến để xem ảnh sang thì thấy quý vị ơi, đồ đạc, đồ ăn nó tùm lum tùm la hết, là tại vì ảnh không thấy đường. Thì có một lần Châu Lý từng gọi đến thì thấy ảnh té nhòa ở dưới cái floor, thì ra là tại vì ảnh muốn đi lấy một cái ly nước hay cái gì đó mà anh không thấy đường, cho nên nó vỡ toang ra. Thì hôm đó Châu Lý về, Châu Lý suy nghĩ hoài, nói trời ơi,
nếu mà đón ảnh về thì Châu Lý thực sự không muốn, là tại vì thực sự lúc đó Châu Lý chưa có ready để mà tiến tới với bất cứ một người bạn đời nào khác hết. Chỉ muốn sống với hai đứa con của mình mà thôi. Nhưng mà rồi lại thấy ảnh như vậy thì về cứ không biết, cứ chăn trở hoài, cứ bị chăn trở là mình để ảnh như vậy mình có nên hay không, khi mà ảnh ta không có người thân ở cạnh. Châu Lý mới lên chỗ Đức Mẹ Our Lady of Peace đó, Châu Lý mới cầu nguyện. Châu Lý cầu nguyện và xin Đức Mẹ là soi sáng cho Châu Lý đi. Tại vì bây giờ Châu Lý bối rối quá, mình phải làm như thế nào cho đúng. Thực sự đưa ảnh về thì mình sợ gia đình mình cũng không thích, tại sợ mẹ với các chị không có đồng ý. Rồi các con mình thì nó như thế nào, nó có chịu hay không. Mà nếu mà để ảnh ở nhà một mình thì mình lại cảm thấy sao cái tâm của mình nó cắn rứt. Thì một đêm Châu Lý cầu nguyện trước bàn thờ, và sau khi cầu nguyện đó thì tự nhiên đêm đó Châu Lý ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy tự nhiên Châu Lý không còn suy nghĩ gì hết. Châu Lý thay quần áo và lập tức lái xe thẳng tới nơi anh ở và nói là anh Cao, em đón anh về ở với em. Thưa quý vị, lúc đó Châu Lý chưa có cho gia đình biết, cũng không cho bạn bè nào biết hết. Chỉ quyết định là do mình quyết định thôi, anh phải về sống với em. Thì anh Cao nói là anh mù rồi, như vậy là cực cho em lắm. Thì Châu Lý bảo là không sao, tới đâu mình tính tới đó đi. Em sẽ cố gắng bằng mọi cách để mà giúp anh lấy lại cái ánh sáng đôi mắt cho anh. Tại vì Châu Lý biết là anh Cao á, là người rất là mê âm nhạc, mù mắt rồi thì làm sao anh có thể tiếp tục đàn được. Mà Châu Lý rất là biết là nếu mà anh không thấy ánh sáng, anh rất là đau khổ vô cùng. Thành ra lúc đó Châu Lý không cần quan tâm tới bất cứ điều gì nữa, chỉ biết là chỉ muốn đưa ảnh về chung sống với mình. Thì Châu Lý chỉ chia sẻ với quý vị như vậy để thấy rằng là Châu Lý đến với anh Cao không phải là vì cái tài của anh, mà thực sự là Châu Lý đến với ảnh là tại vì trước đó Châu Lý thấy cái sự hiền lành, tử tế, tốt bụng của ảnh đối với mọi người. Ảnh hiền lắm và ảnh lúc nào cũng khiêm nhường. Cái tài của ảnh được bao nhiêu người ca tụng nhưng mà không bao giờ ảnh hân hoan về cái vấn đề đó. Rồi đối với các em, các người nhạc sĩ mà chưa có thành danh đó, thì lúc nào ảnh cũng gần gũi, rất là dễ thương. Đó là lý do tại sao mà Châu Lý quyết định, Châu Lý nghĩ rằng là ảnh là một người tốt, mình phải giúp ảnh. Trong cái thâm tâm Châu Lý chỉ biết là giúp ảnh là tại vì ảnh người tốt và mình cần giúp để tiếng đàn của ảnh, để cái talent của ảnh tiếp tục, để mà mang cái tiếng nhạc của ảnh giúp cho cuộc đời, cho bao nhiêu người được cái niềm vui, được hạnh phúc. Đó là cái suy nghĩ đơn giản của Châu Lý. Thì quý vị biết là sau đó thì 10 năm ảnh lọc thận, rồi cũng nhờ ơn Chúa, nhờ Châu Lý cầu nguyện thì gặp bác sĩ tốt mới chữa được hai con mắt của ảnh. Và sau đó quý vị thấy ảnh trở lại với cộng đồng, trở lại với cái tiếng đàn của ảnh. Mà khi ảnh trở lại thì cái tiếng đàn ảnh nó còn hay hơn hồi xưa rất là nhiều. Thì tưởng chừng là cuộc sống của Châu Lý với anh Cao là nó được trở, gọi là bình yên đó quý vị. Thì mình cứ tưởng là nó bình yên, nhưng mà ai ngờ đến 2020 thì sóng gió bão táp lại tới thêm một lần nữa. Khi anh Cao phát hiện là mình bị bệnh ung thư vượt già thời kỳ cuối, lúc đó thêm một lần Châu Lý chơi với lắm quý vị. Và lúc đó Châu Lý nói trời ơi, bây giờ cái tuổi của mình cũng cao rồi, không biết mình có còn đủ sức để mà cùng anh để vượt qua cái sóng gió lúc này hay không. Tại vì quý vị biết đó, cancer nó còn dễ sợ hơn. Bao nhiêu người nói với Châu Lý là một người bệnh cancer mình phải cần cả một cái đại đội, cần cả một cái gia đình mười mấy người để mà lo. Và bây giờ có một mình Châu Lý thôi thì Châu Lý làm sao để lo cho ảnh đây. Thì rồi Châu Lý với ảnh lại cầu nguyện. Thì những cái năm tháng mà Châu Lý sống bên ảnh đó, lúc nào mà mỗi lần có những cái điều buồn phiền lo lắng đó, Châu Lý hay nói với ảnh là bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện và phó thác thôi, chứ chẳng biết làm sao bây giờ. Thì giống như cái lúc mà ảnh bị mù mắt đó, Châu Lý cũng nói ảnh cầu nguyện đi. Thì cái thời gian ảnh mù mắt đó, ảnh hay đi theo Châu Lý lên Đức Mẹ Our Lady of Peace luôn. Hầu như là lên đó mỗi tuần ảnh cầu nguyện, mà ảnh không có đạo, ảnh cầu nguyện. Rồi
Tới lúc mà khi nghe tin bị cancer, anh cũng nói lý dắt ảnh lên nước mẹ để cầu nguyện. Cầu nguyện là tất cả những gì mà anh Cao với Lý làm được trong cái lúc mà túng quẫn như vậy. Thì 4 năm qua thưa quý vị, anh Cao lọc thận cứ 2 tuần một lọc thận thì vẫn là 2-6, nhưng mà thêm làm chemo cứ 2 tuần là một lần vào ngày thứ 5. Chemo mà làm liên tục 4 năm thưa quý vị. Các bác sĩ ở Stanford thì người ta nói là đây là một bệnh nhân mà làm chemo lâu nhất trong tất cả các bệnh nhân mà bác sĩ đã từng thấy qua. Thì không ngờ là tại sao anh Cao có một cái niềm tin và một cái ý chí rất là kiên cường về bệnh tật. Anh Cao giống như là Kiên Cao mà hồi đó mà anh Cao nói là anh Cao nhất trí mình phải trở thành một người đàn keyboard giỏi nhất trong cộng đồng người Việt, tức là người Hoa đó. Anh Cao đã làm được. Tới khi anh Cao bị bệnh cancer đó, anh Cao cũng nhất trí là phải vượt qua được. Tại vì khi mà phát hiện ra ung thư, bác sĩ nói anh Cao chỉ sống được có 7-8 tháng, quý vị. Vậy mà cuối cùng anh Cao nói là không, anh Cao nhất định phải sống thêm để được làm những cái điều mà anh Cao vẫn mong muốn làm. Thì thật sự là quý vị ơi, thật sự là Châu Lý với anh Cao đó, không phải là do sức mình mà có, cũng không phải Châu Lý cũng có tài giỏi gì đâu, nhưng mà rõ ràng sống bên anh Cao 10 năm qua, Châu Lý thấy anh Cao được một cái tình thương của ơn trên cho anh Cao một cách rất là đặc biệt. Được Chúa thương ban cho anh một cái talent rất là đặc biệt mà người khác không có, một cái trí nhớ, một cái óc mà có một cái trí nhớ rất là tùy tình, rất là tuyệt vời. Lúc mà anh Cao những ngày cuối đó, anh Cao nằm ở trong nhà, lúc mà đi đưa về, anh Vũ Hiển có một là hôm ấy đến thăm, tức là 3 ngày sau trước khi anh Cao mất, anh Vũ Hiển còn hỏi anh Cao, anh Cao có nhớ cái bài đầu tiên mà hồi xưa anh Cao đàn cho em là bài gì không? Anh Cao nói đúng exactly cái bài của anh Vũ Hiển hát. Anh Vũ Hiển không thể nào tin nổi, là tại vì lúc đó là anh Cao là kiệt quệ lắm rồi, không còn ngồi dậy nữa, mắt thì đã mờ mà, không hiểu sao cái trí óc anh vẫn còn nhớ được những cái điều đó. Thì đó là cả một cái quá trình mà chú Lý thấy anh Cao được ơn trên rất là nhiều. 4 năm qua sống với anh Cao rất là nhớ mấy đứa con của anh Cao. Tuy rằng là anh không có được gặp gỡ các con nhiều sau này bị anh bệnh, nhưng mà hầu như anh cứ nhắc tới Kathleen, Kenny, Betty. Anh kể cho chú Lý nghe rất là nhiều chuyện về các con. Thì chú Lý biết là anh Cao là một người bố rất là tuyệt vời, quý vị. Anh có trách nhiệm với con lắm. Còn đối với Châu Lý thì rõ ràng Châu Lý biết là vì anh thương Lý, anh thương Lý cho nên là anh nhất định anh phải sống thêm được ngày nào để được bên Châu Lý là anh thấy hạnh phúc rồi. Thì đó là cái tình thương mà anh Cao dành cho Châu Lý. Quý vị đến đây, quý vị thăm viếng anh Cao, quý vị đến bệnh viện, quý vị thăm anh Cao, quý vị đến nhà, quý vị thăm anh Cao. Và có rất là nhiều quý vị, các anh chị em gửi lời message. Lúc nào các anh chị cũng nói là ồ, anh Cao thật là may mắn khi mà có Châu Lý. Anh Cao quá may mắn khi mà được gặp em trong cuộc đời này. Nhưng mà thưa quý vị, không đúng vậy đâu. Thực tế ra đó, Châu Lý mới là cái người may mắn nè. Tại vì á, 10 năm qua Châu Lý được sống bên anh Cao đó, anh Cao mang lại cái sự bình an cho Châu Lý. Cuộc sống dù có sóng gió hay là bão táp như thế nào, mỗi lần về ngồi kế bên anh, Châu Lý cảm thấy nó là bình an vô cùng. 10 năm qua anh Cao mang đến cái sự vui vẻ cho Châu Lý. 10 năm qua anh Cao mang đến cái sự ngọt ngào cho Châu Lý. Và vì được trải nghiệm những cái sóng gió bão táp bên cuộc đời của anh, Châu Lý học hỏi được nhiều thứ mà sách vở nó không cho mình được. Học được cái tánh khiêm nhường, học được cái tánh chịu đựng, học được cái tánh kiên cường mạnh mẽ. Cũng nhờ anh Cao đó mà Châu Lý mới mạnh mẽ như vậy. Cũng nhờ anh Cao mà Châu Lý học được
cái lòng mình phải mở rộng ra hết với mọi người trước quý vị. Cuộc đời này không có dễ gì mà mình có được, mình phải mở lòng trước. Giống như anh Cao, anh Cao đã sống tốt, cho nên đến ngày mà anh Cao, những ngày mà anh Cao trên giường bệnh đó, anh Cao có rất là nhiều bạn bè tới thăm. Có thậm chí có những người Châu Lý, 10 năm qua Châu Lý chưa biết họ là ai nữa quý vị, mà họ đến thăm tại bệnh viện. Thì lúc đó họ mới chia sẻ với Châu Lý những câu chuyện mà họ đã có được với anh Cao. Và hầu như các anh chị nói là ồ, tụi này nhớ anh Cao lắm, tụi này mang ơn anh Cao lắm, vì anh Cao làm được điều này, điều kia cho họ. Mà thưa quý vị, 10 năm qua anh Cao không bao giờ kể cho Châu Lý những cái câu chuyện mà anh làm tốt cho người này người kia, thưa quý vị không? Anh Cao làm cho ai điều gì, anh Cao chỉ có biết làm thôi, chứ không có đem đi khoe. Thì những cái ngày mà trong bệnh viện, thưa quý vị, anh Cao là một người bệnh nhân mà có nhiều nhất những người tới thăm, đến độ mà các bác sĩ và y tá phải ngạc nhiên. Anh Cao ở bất cứ một cái unit nào là y chang ở chỗ đó, là bạn bè tới thăm tức nộp rầm 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 rầm. Đội y tá cũng thông cảm, thường thường thì họ chỉ cho 2-3 người thôi, nhưng mà vì anh Cao ở trong đó, anh Cao dễ thương, anh Cao lúc nào cũng vui vẻ với y tá. Thưa quý vị, tất cả các y tá nói với Châu Lý là anh Cao không bao giờ làm khó dễ họ hết đó, lúc nào cũng dễ chịu. Nhiều khi y tá đâm anh Cao á, thử máu mà cứ đâm nhiều nhát đau quá, anh Cao cũng không có chửi mắng la người ta giống như các bệnh nhân khác, không có câu có. Anh Cao rất là hiền lành, chỉ có nhíu cái mày lại mà đau đó. Rồi hoặc là họ lỡ làm cái gì cho anh Cao mà anh Cao đau quá thì anh Cao chỉ nói là anh Cao đau thôi, nói nhẹ vậy thôi. Mà người ta xin lỗi anh Cao thì anh Cao nói không có sao hết, anh Cao understand liền. Thưa quý vị ơi, Châu Lý có nhớ một cái câu hát ở trong bài hát của Vũ Thành An mà chúng ta ai cũng biết đến. Triệu người quen, có mấy người thân, kia lìa trần, có mấy người đưa. Lúc anh Cao còn sống, anh Cao cũng có nhắc tới cái câu đó với Châu Lý. Và có một lần anh Cao nghĩ rằng là sau này anh Cao mất, anh Cao cũng giống như vậy. Tức là anh Cao nghĩ là khi anh Cao ra ngoài thì người ta chỉ biết đến bên Cao là tại vì lúc đó anh Cao có danh, có tài thôi. Nhưng mà anh Cao không có dám nghĩ đến là lúc anh Cao nằm xuống, anh Cao có được mấy người đến thăm, có mấy người đến đưa anh Cao. Nhưng mà rõ ràng bây giờ là anh Cao thấy rồi đó, không phải như anh Cao nghĩ đâu. Những cái tháng năm cuối cùng anh Cao được bạn bè thương lắm. Anh Hưng, chị Liên, anh Phương, Thúy. Quý vị biết không, mấy anh chị chia nhau ra 24/6. Phương Thúy đến 3/5/7, anh Hưng với chị Liên tới. Tới bên đi ở trong bệnh viện, ở tới 11 giờ, 12 giờ đêm để massage cho anh Cao. Cho nên là vì anh Cao đau quá quý vị, dùng thuốc cũng không có hết đau đâu. Nhưng mà nhờ mấy anh chị massage cho anh Cao, mà anh Cao mới hết đau, mới ngủ ngon được. Anh Cao có nhà lá đến thăm anh Cao, chăm sóc cho anh Cao. Anh Cao có các anh chị ở Hội Quảng Nam Đà Nẵng, anh Đức, anh Gia, anh Thắng, anh Yên đến thăm với anh Cao. Anh Cao có Thủy, có Khải, có Elen, có David, có Châu Dũng, có vợ chồng chị Thu Nga, có Larry, có vợ Larry, có anh, có Diệu, bao nhiêu người, có chị Bích Liên, nhiều người lắm quý vị. Châu Lý, Châu Lý không biết là Châu Lý, nếu mà Châu Lý có lỡ quên ai thì quý vị thứ lỗi dùng, mà nhiều người đến thăm anh Cao lắm và lúc nào cũng nâng đỡ anh Cao, chăm sóc cho anh Cao như một người anh, người em ruột thịt, chứ không phải là một người chỉ đứng trên sân khấu mà quý vị thường thấy không có. Quý vị, trước khi anh Cao mất khoảng 2 tuần, trong bệnh viện anh Cao có nói với Châu Lý là anh Cao ước mong được mất ở nhà. Anh Cao nói bằng mọi cách, em nhớ nha, mang anh về nhà, cho anh chết ở nhà được không em? Anh Cao nói nếu mà em sợ ma, tại vì lúc mà Châu Lý sống với anh Cao, Châu Lý rất là sợ phim ma.
ai kể chuyện ma cho Lý không thích đâu. Cho nên anh Cao cứ nói là sợ em sợ ma đó. Thì nếu mà em sợ thì thôi, cứ để anh mất ở trong bệnh viện cũng được. Nhưng mà nếu mà được cho anh chết ở nhà. Thưa quý vị, 10 năm qua không có cái gì mà Châu Lý từ chối anh Cao được. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, Châu Lý đã tự hứa. Hứa từ cái ngày mà Châu Lý đón anh Cao lúc mà 12 con mắt của anh bị mù, Châu Lý đã tự nhầm hứa là cuộc đời này Châu Lý sẽ gắn bó, nguyện một lòng chung thủy với anh. Nguyện một lòng sẽ chăm sóc cho anh, lúc anh bệnh tật hay là lúc anh khỏe mà. Châu Lý hứa một lòng sẽ không bao giờ bỏ anh vô trong nursing home, không bao giờ bỏ anh vô rehab. Cho nên không cần anh Cao xin đâu quý vị, Châu Lý cũng đã tự biết mình phải làm cái gì. Cho nên là Châu Lý nhất định đưa anh về nhà. Ước nguyện thứ hai, anh Cao muốn là khi anh mất, anh muốn có gia đình, có các con, các anh chị em ruột thịt, có tất cả bạn hữu ở xung quanh ảnh nữa kìa. Mà cái ngày anh Cao nói câu đó đó, có anh Minh, có anh Hải, có luôn cả một số anh chị em nghe được cái câu đó. Thì quý vị biết là cái ngày mà anh lìa trần, nhà của Châu Lý nó nhỏ lắm, một cái mobile home rất là nhỏ xíu thôi. Mà không biết bao nhiêu anh chị cứ tới tấp nập. Tới đó từ hôm thứ tư, Châu Lý đưa anh Cao về từ chiều thứ tư, là tối hôm đó là đã có tấp nập từ thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy. Cửa mở 24/54, đêm Châu Lý cũng không khóa cửa. Ai muốn đến lúc nào thăm anh Cao cũng được. Và cái ngày anh lìa trần đó, là có biết bao nhiêu bạn hữu ở xung quanh anh. Mà lúc đó Châu Lý nhìn nó không phải là bạn nữa, mà là một cái gia đình. Một cái gia đình mà trong đó anh Cao được cái sự bảo bọc thương yêu của tất cả các cái chị em và các cháu. Quý vị hỏi Châu Lý là làm sao em có thể làm được những cái điều đó. Thưa quý vị, 10 năm qua Châu Lý sống với anh, Châu Lý mới nhận thấy rằng anh Cao không phải là để dành riêng cho một mình Châu Lý. Rõ ràng là như vậy. Tại vì ở ngoài kia có rất là nhiều người thương anh Cao, thương lắm. Người ta thương cái tài của anh Cao, nhưng mà người ta cũng thương cái đức của anh Cao, cái hiền hậu của anh Cao đã động lòng trắc ẩn của nhiều người. Có những người chỉ là audience thôi, những người không có hát ca gì hết đó, chỉ tới tham dự nghe nhạc thôi mà thương anh Cao như vậy. Thành ra thưa quý vị, anh Cao không phải là của một mình Châu Lý đâu, của tất cả, của tất cả mọi người. Thì một lời Châu Lý xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn nhiều người lắm. Và bây giờ đó, thì quý vị biết là Châu Lý thường hay hát với tiếng đàn của anh Cao. Mà quý vị thấy hôm nay đó, có chị Thùy Vân, anh Lê Hoàng. Em cảm ơn anh Lê Hoàng với chị Thùy Vân rất là nhiều. Đã thay mặt anh Cao để mà đến đàn đi, cho một số bạn bè lên hát để tiễn anh Cao. Thực ra tiếng đàn của chị Thùy Vân thì anh Hoàng thì không nói rồi, anh Cao lúc nào anh Cao cũng nói. Tiếng đàn của anh Cao là của anh Hoàng là anh Cao rất là nể phục rồi. Cái tài của anh Hoàng cũng vậy, anh Cao rất là quý mến. Còn Thùy Vân á, là sau khi mà anh Cao chơi đàn cho Sóng Nhỏ đó, anh Cao về khen chị Thùy Vân rất là nhiều. Anh Cao cũng nói là muốn có một dịp để mà chơi đàn chung với chị Thùy Vân. Nhưng mà vì mấy năm qua bệnh quá, cũng chưa có dịp nào để được. Thì không phải là tối nay, không phải là em không muốn hát với tiếng đàn của anh Hoàng, cũng không phải là em không muốn hát với tiếng đàn của chị Thùy Vân. Nhưng mà quý vị cho phép Châu Lý hát với tiếng đàn của anh Cao một lần cuối nha. Đây là cái bài mà anh Cao hòa âm cho Châu Lý. Châu Lý quên cho Châu Lý một vài lời với các con của Châu Lý. Châu Lý có nói rồi, là Châu Lý nhớ tới đâu Châu Lý nói tới đó.